chụp cộng hưởng từ đủ chẩn đoán đứt dây chằng khớp gối không? Cùng nghe bác sĩ Trần Anh Vũ chia sẻ để biết rõ hơn nhé. Vừa rồi chúng tôi có một ca mà đã được đi chụp phim MRI và được xác định là không đứt dây chằng. Nhưng mà trên khám lâm sàng và kiểm tra bằng máy test dây chằng thì chúng tôi khẳng định là dây chằng đã bị đứt. Thì trường hợp này là sao? Trường hợp này có nghĩa là những bệnh nhân đã bị đứt lâu rồi và hình thành nên những cái mô xơ. Thì trên phim MRI chúng ta nhìn thấy là cái sợi dây chằng phía trước vẫn được hình thành và hầu như chúng ta sẽ bị bỏ quên đi, chúng ta sẽ bị lu mờ đi bởi vì hình ảnh học nó vẫn còn. Nhưng mà các bạn biết, khi mà một dây chằng nó vẫn còn dài, vẫn còn nhìn thấy, nhưng mà không đồng nghĩa với độ căng dây chằng nó còn. Có nghĩa là một sợi dây chằng phải cần đảm bảo cả hai yếu tố là hình thái học và độ căng sợi dây chằng. Nếu một sợi dây chằng mà vẫn còn thấy được trên MRI nhưng mà độ căng không còn thì hầu như sợi dây chằng nó không còn tác dụng gì nữa.